Thưa quý vị và các bạn, những thành tựu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho đất nước ta là vô cùng to lớn, trong đó phương pháp và cách làm về phòng chống tham nhũng tiêu cực được nhân dân và bạn bè quốc tế ủng hộ, đánh giá cao. Tổng Bí thư luôn nhắc nhở coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng trong sạch, được nhân dân tin yêu hơn. Những ngày qua, các bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được ông Dương tìm đọc, đặc biệt về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo thực hiện. Ông Dương cũng như mọi người dân đều tin rằng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ được tiếp tục thực hiện với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước giàu mạnh, hùng cường. Bác đã rất kiên quyết trong vấn đề chống tham nhũng. Và cái việc này thì có thể nói rằng là rất đúng với lòng dân. Trong những ngày quốc tang, rất đông các tầng lớp nhân dân trên cả nước, bạn bè quốc tế đến viếng và tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là minh chứng cho thấy sự kính trọng, tiếc thương vô hạn với người lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng ta. Tổng Bí thư lấy công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng để nâng khối đại đoàn kết toàn dân tộc lên một tầm cao mới. Xử lý được rất nhiều vụ tham nhũng lớn, thấu tình đạt lý, gieo được cái niềm tin lớn trong lòng dân và trong riêng khối doanh nghiệp chúng tôi. Là tin tưởng vào Đảng, mừng vì công tác xây dựng Đảng được nâng lên, nhưng mà mừng về lòng dân được quy tụ lại, tin tưởng vào Đảng để hoàn thành cái sự nghiệp kiến quốc của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam, trong đó thực hiện chủ trương chiến lược về xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.